tay em, tay con trai nên đeo vô nó vẫn đẹp. Tay em đeo vô vẫn đẹp. Rồi các bạn hiểu tiếp theo. Đừng bị lộn lên. Không phải, giết theo người ta. Hết hồn, tưởng là giết theo mình. Vâng, xin chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay clip này Kỳ Lân thật sự rất là vui và rất cảm ơn một vị khách hàng đã rất là tin tưởng cũng như là đặt tất cả niềm tin vào Kỳ Lân để mà đặt một chiếc nhẫn kim cương thiên nhiên nước D để mà tặng cho người thân nhất của mình trong gia đình, đó là bà xã. Đây là một chiếc nhẫn. Khi mà khách hàng đến với Kỳ Lân á thì chỉ nói về ý tưởng thôi, ý tưởng, và Kỳ Lân đã ngồi thiết kế lên, cùng lên ý tưởng và lên thiết kế để ra một cái mẫu đẹp như thế này. Đây là một cái nhẫn phá cách ở hai bên viền là đến kim cương, có hai vòng ở giữa và tạo lên một cái đỉnh chóp trên rất là dễ thương. Nó kiểu như vương miện đó. Và một cái điều mà Kỳ Lân đang làm đa số những nhẫn Kỳ Lân đó, viên kim cương nước D là nước đỉnh nhất rồi, đồ sạch là SL1 tuyệt vời nhất luôn. Nó một viên kim cương hoàn hảo để lên một chiếc nhẫn hoàn hảo tặng cho người thân yêu hoàn hảo. Vâng, và bây giờ tiến hành Kỳ Lân sẽ đi giao, Kỳ Lân sẽ đi giao tặng nơi cho khách hàng luôn. Bắt đầu theo chân Kỳ Lân nhé. Rồi em ơi, cho vào túi của Kỳ Lân đi, rồi mình đi giao. Bây giờ chúng ta let go đi, bắt đầu hành trình. Em rất là thích tự lái, tự đi giao cho khách, rất là thú vị. Đi giao lưu, đi dạo phố được luôn, và rất là thoải mái khi mà tự mình chạy xe đi giao. Mỗi người có mỗi sở thích, em cũng là có một cái sở thích là thích chạy xe dạo phố, sẵn tiện thì công việc đi gặp khách, giao lưu khách hàng rất là thú vị. Dạ Kỳ Lân nghe. Dạ em đang trên đường chạy đến chị ơi, ngay Sài Gòn Bia nha. Ok chị. Rồi em chuẩn bị xong hết rồi, em cũng đến là giao dịch luôn. Dạ. Rồi, bye bye chị. Sài Gòn Bia chỗ nào ta? Ui giời ơi. Kỳ Lân rất là cảm ơn tất cả quý khách đã xem clip này. Hy vọng là sẽ có nhiều clip thú vị nữa sắp tới để mà giao lưu với tất cả quý khách, cũng như nhiều sản phẩm hấp dẫn, cũng như đa dạng sản phẩm để phục vụ được tất cả mọi người, tất cả quý khách luôn nhé. Bây giờ thì em đang đi dưới chân cầu để ra đường Võ Văn Kiệt, đại lộ Võ Văn Kiệt, để em đi qua bên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Tất cả những cái sản phẩm về nữ trang
thiết kế theo yêu cầu, thì Kỳ Lăng chỉ làm những cái sản phẩm mang đến chất độc, độc và sang trọng. Tất cả những cái mẫu thiết kế Kỳ Lăng là phải theo yêu cầu của khách hàng luôn, hoặc là tự Kỳ Lăng thiết kế những cái mẫu độc và trưng bày sẵn tại showroom cũng như là đăng sẵn trên website. Còn quý khách nào muốn mang cá nhân hóa cái thương hiệu của mình, cá nhân hóa cho bản thân mình, sản phẩm có nét đặc trưng của mình, thì xin phép được Kỳ Lăng được ngồi chung để mà trao đổi về ý tưởng, để Kỳ Lăng lên những bản thiết kế để ra đời những sản phẩm tuyệt vời, hấp dẫn mà thích luôn. Bởi vì một cái sản phẩm mình dùng mình thích thì mình có thuê được bất cứ cái gì cũng vậy. Mình không thích thì mình dùng nó không có đã. Phải thích phải có nét của mình trong đó, nó mới có phong cách dấu ấn riêng của mình, tuyệt vời. Rồi ok, chúng ta let's go tiếp. Tất cả mọi việc trên đời làm việc bằng cái tâm thì sẽ đem lại cho chúng ta cái hiệu quả tối đa. Đó là cái điều mà Kỳ Lăng đã nhận được trong suốt quá trình kinh doanh. Khi mình bán một sản phẩm, mình đặt hết tâm huyết của mình vào trong đó, thì chắc chắn rằng cái sản phẩm đó nó sẽ, tức là khi mình làm một sản phẩm gì đó với tất thân mình làm ra, mình đặt hết tâm huyết vào trong đó, hoặc mình làm bất kỳ một việc gì mình cũng đặt hết tâm huyết vào trong đó, thì cái sản phẩm mình làm ra nó sẽ được thăng hoa, tức là nó sẽ được tối ưu hóa về sản phẩm, và mình được thăng hoa và mình có mê. Bởi vì tâm huyết, có tâm và cộng với sự đam mê của công việc mình làm, thì cái hiệu quả nó sẽ được trở nên tuyệt đối. Và một cái điều mà Kỳ Lăng đã nhận ra và áp dụng, cho dù tất cả những cái gì mà Kỳ Lăng đang sử dụng, hoặc là dịch vụ Kỳ Lăng đang sử dụng, hoặc là Kỳ Lăng mua một cái gì đó, hoặc là làm một cái gì đó, thì Kỳ Lăng cũng tìm đến những người chuyên nghiệp và chuyên, thì họ sẽ đem cho chúng ta một cái sự tự tin tuyệt đối và an tâm tuyệt đối, cũng như là cái kết quả trong đó nó sẽ tốt nhất. Còn những người mình làm việc mình chưa chuyên thì nó sẽ khó. Thế nên Kỳ Lăng rất đam mê và chuyên về những cái sản phẩm của mình. Tất cả những cái gì Kỳ Lăng làm, Kỳ Lăng phải chuyên. Và khi mình chuyên rồi thì mình đủ tự tin để mình đảm bảo được cho khách hàng, và khách hàng cũng an tâm tuyệt đối vào điều đó. Và một cái điều mà cực kỳ thú vị và cực kỳ tự tin của Kỳ Lăng, đó là tất cả những cái sản phẩm cũng như dịch vụ của Kỳ Lăng cung cấp ra ngoài thì tự tin lắm. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã trải nghiệm trước khi mà ra đời một sản phẩm hay dịch vụ nào, Kỳ Lăng là người đích thân trải nghiệm. Và không có một sản phẩm nào hoặc là dịch vụ nào Kỳ Lăng đang làm mà Kỳ Lăng chưa trải nghiệm cả. Tất cả những cái gì mình làm, mình phải trải nghiệm để mình đem đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Đó là điều cực kỳ tự tin và thú vị của Kỳ Lăng. Dạ chị ơi, em Kỳ Lăng đây, em đến rồi chị nha. Đến ngay chỗ sẵn Sài Gòn Pier nè. Vậy là khu bến bến du thuyền của Lan Anh.
Em đây chị ơi. Em đưa chị luôn hết đây hả? À, như vậy là chị Lan đã giao xong chiếc nhẫn. À, đây là số tiền còn lại. À, người ta đã cọc trước 50% rồi. À, còn lại 50% là em giao xong em nhận tiền. Cho nên là rất là thú vị. Ở trên để tiền trong cái túi đựng rượu Chivas 18 triệu. Vâng. À, Kỳ Lân trân trọng cảm ơn quý khách đã bỏ thời gian quý báu của mình để xem clip này. Rất trân trọng và cảm ơn. Để đặt những sản phẩm đẳng cấp bằng đậm phong cách riêng cho mình, tất cả những gì liên quan đến nữ trang hoặc là những cái gì liên quan đến đồ sản phẩm luxury, thì quý khách cứ liên hệ trực tiếp với Kỳ Lân qua số hotline 0901 247 247, hoặc là connect qua Zalo 0901 247 247. Mọi thông tin chi tiết thì rất mong quý khách truy cập trực tiếp trên website kilangluxury.com để mà theo dõi tất cả những mẫu mới. Và trên website thì Kỳ Lân khác biệt với tất cả những website khác, bởi vì mình cũng là người sử dụng dịch vụ và mình cung cấp dịch vụ, thì mình hiểu được cái vấn đề là nhược điểm và những vấn đề những chỗ khác như thế nào. Thì tất cả website, sản phẩm của Kỳ Lân, của website nó khác biệt với tất cả các nơi, là mỗi sản phẩm đều chụp hình ảnh thực tế của nó, không có lấy hành trình mạng của anh, không phải là lấy hành trình ảnh này chụp trong kia, không phải là chụp lên rồi không còn, mà tất cả sản phẩm của Kỳ Lân trên đó đều là thực tế có sẵn, và sản phẩm nào, hình ảnh nào đều có giá cả công khai cụ thể. Và có video đến kèm cũng như là tình trạng chi tiết. Cho nên là quý khách có ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ chỗ nào, lên website của Kỳ Lân Luxury coi sản phẩm là sẽ chỉ coi trực tiếp, bởi vì hình là chụp thật 100%, video đến kèm là quay 100%, có hình ảnh, có video, có thông tin chi tiết cụ thể thì không khác gì mình coi thực tế cả, bởi vì nó là hình ảnh video chụp thực tế bằng điện thoại không qua Photoshop, cũng là một cái điều khác biệt với tất cả những nơi khác. Tại vì mình cũng từng sử dụng những dịch vụ mua hàng ở một số trang web, những sản phẩm cá nhân hay là sản phẩm phục vụ gia đình, thì cũng hay lên website cũng đặt hàng, nhưng mà thường thì người ta lấy hình Photoshop với lại hình sản phẩm mẫu thôi. Khi mình mua thì nó không có đúng thực tế, mình biết được điều đó, mình là người dùng, mình trải nghiệm điều đó, mình thấy không hài lòng, không thích lắm. Tức là tùy vào sản phẩm thì vẫn có thể lấy hình kiểu đó được, ví dụ như sản phẩm hàng loạt thì nó khác. Còn những sản phẩm của Kỳ Lân Luxury là mỗi sản phẩm là một cái tinh hoa, mỗi sản phẩm là một cái điều khác biệt, mỗi sản phẩm là một cái điểm nhấn riêng. Vì vậy tất cả sản phẩm của Kỳ Lân Luxury là chụp hình thực tế của nó bằng máy ảnh và quay video chi tiết, không qua chỉnh sửa, kèm đến kèm chi tiết, thông số sản phẩm cực kỳ chi tiết luôn đó. Mọi sản phẩm thì và cảm ơn chị, cảm ơn anh đã ủng hộ sản phẩm chiếc nhẫn nữ trang Kỳ Lân thiết kế riêng cho chị ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị rất nhiều, và chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, an nhiên trong cuộc sống và mọi sự như ý. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.